Hello mọi người, nửa đêm rồi nhưng mà đói thì vẫn cứ phải mò xuống cửa hàng tiện lợi thôi đúng không? Cái này là một hộp vừa có tteokbokki vừa có mì tương đen. Quyết định mua thêm một gói phô mai nữa ăn cùng cho nó béo hẳn. Tủ lạnh nhà mình đã quá chơi kem rồi nhưng mà thấy cái này là phải mua ngay và liền luôn mọi người ạ. À. Tưởng là mua xong xuôi bữa tối rồi nhưng mà quay ra bà chủ cửa hàng tiện lợi vẫn hỏi mình: "Hôm nay thứ sáu mà không mua sữa cho bạn trai à?" Thế là lật đật quay lại lấy hết số sữa trong cửa hàng. Bà chủ cửa hàng tiện lợi tinh tế ghê luôn đó. Xong bà nhìn mặt mình với vẻ thắc mắc Mì này cay lắm, mày có ăn được không? Câu nói đó làm cái lòng quyết tâm muốn ăn mì này của mình lại tăng lên gấp đôi mọi người ạ Cái này tính ra là mì trộn ấy nhưng mà không cần gặn nước đi đâu, chỉ cần đổ nước ít thôi là được Bên trong thì có gói mì và gói bánh gạo để riêng Mình bỏ mì, tớp nước sốt và cho thêm một chút nước vào Bỏ vào lò vi sóng quay 4 phút là chín Đáng lẽ đến đây là ăn được rồi ấy Nhưng mà mình bỏ thêm một xíu phô mai Quay thêm 30 giây nữa cho nó béo hơn ấy mà đó, thế là xong một món ăn đêm siêu chất lượng rồi nha. Bình thường mà không có cái món này thì mình cũng hay mua tteokbokki và mì tương đen về trộn vào với nhau để nấu. Tại mình cực kỳ thích cái vị ngọt ngọt cay cay khi mix hai thứ này lại với nhau. Thêm chút phô mai thơm thơm béo béo dính dính nữa là ăn ngon không thể tả luôn rồi. Đặc biệt mình thấy sợi mì ở hộp này khá là dai, tteokbokki cũng ngon nữa, nói chung là hoàn hảo nha.